Mến chào buổi sáng tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Sáng nay ngày 29 tháng 3 năm 2023, sáng nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 ở trụ tháp Di Văn T16 phía bên bờ Tân Hòa của Vĩnh Long cho các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thì sáng nay thì mình thấy là gió rất là lớn luôn, và các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị Trung Nam đã di dời xe đúc ra bên ngoài rồi, cũng đã đặt 4 ụ neo vào đúng vị trí của cáp di văn số 5 nha. Thì bây giờ các anh đang tiến hành cái bảo dưỡng lại cái xe đúc và tiến hành lốc cốt thép để mà tiếp tục xây dựng khối dầm K5. Và các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị cáp di văn đang chuẩn bị những cái bó cáp và đang chuẩn bị để mà kéo cáp di văn số 5 nha. Vậy thì quá trình làm việc của các anh hôm nay như thế nào, trụ tháp T16 hôm nay có gì thay đổi, thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thì sau cùng mình sẽ cập nhật về đường dẫn phía bên bờ Tân Hòa của Vĩnh Long xem công tác giải phóng mặt bằng cái căn nhà cuối cùng hôm nay như thế nào rồi ha.